Đây là phần setting của SG5000X. Sau khi đã mở máy và gắm thẻ nhớ vào, gắm thẻ nhớ bên này, thì các bạn mở máy lên, nhấn một nút vào nút mở thì nó sẽ hiện lên như này. Khi mà bạn nhấn một nút chọn, trên đây là nút chọn, thì máy sẽ bắt đầu quay phim. Nhấn một lần nữa, máy sẽ quay xong và lưu vào bộ nhớ, lưu vào thẻ nhớ. Chúng ta đổi chế độ bằng cách bấm nút mode thêm một lần nữa. Đây, xin chụp phần chụp hình. Bấm thêm một lần nữa sẽ ra giao diện menu chính. Menu chính gồm có TV Out, tự động quay, tự động chụp hình, sim lại và phần setting. Chúng ta vào phần setting, chỉnh lại cái resolution. Mình có thể quay ở chế độ 601080p, 60:1 giây. Hoặc là nếu như mà các bạn muốn nó độ sáng nét cao thì các bạn chỉnh chế độ 2K. Sau khi chọn xong, về lại phần là cyclic record, là còn có 419 là off 3 phút, 5 phút và 10 phút. Cái phần này chính là khi mà bạn quay xong 3 phút thì máy sẽ bắt đầu cắt và quay lại từ đầu. Cứ sau 3 phút thì máy sẽ cắt, sau 5 phút thì máy sẽ cắt, sau 10 phút và máy sẽ cắt. Các bạn bấm off. Sau đó là phần này thì các bạn bấm tắt audio. Đây, size ảnh thì các bạn nên để 12 chấm để cho hình ảnh được rõ nét và đẹp tươi sáng hơn. Về phần ISO, chúng ta có thể chọn từ 1 tới 1600. Ở đây tôi chọn auto. Chế độ xe hơi, tất cả các dòng SD cam đều hỗ trợ chế độ xe hơi. Khi bạn bật chế độ xe hơi lên bật chế độ xe hơi lên và ở cái phần cyclic record, các bạn chỉnh nó chế độ 3 phút, 5 phút hoặc 10 phút, thì khi quay xong từng khung đó, thì nó sẽ ghi đề lại, nó sẽ ghi đề lại tập tin cũ. Đó là còn thuận tiện, còn nếu như các bạn không muốn nó ghi đề thì các bạn chỉ việc chọn off. Phần ngôn ngữ, ngày và giờ. Ngày và giờ các bạn nên chỉnh lại để cho mình lưu file, hoặc là những lúc mà mình chọn lại file để copy paste thì dễ tìm hơn. Mình chỉnh lại ngày bằng cách lên xuống hai nút, lên xuống đây, chọn lên xuống, chọn xong thì bấm nút trên, chọn xong hết rồi thì mình bấm về lại nút móc. Cái phần này thì mình không cần phải chỉnh nhiều lắm đâu, ngoài lề thôi đó. Bây giờ các bạn muốn về lại ở phần ở đây, mình xin ví dụ cái tự động chụp ảnh. Tự động chụp ảnh ở đây đã đang là 3 giây. Sau cứ 3 giây thì nó sẽ chụp một tấm rất theo chế độ tự động. Nhưng lại chỉnh lại 3 giây, 5 giây, 10 giây và 20 giây. Bấm một lần nữa và chúng ta có thể chuyển được chế độ. Đây là chế độ thủ công. Tiếp theo là phần kết nối. Kết nối với máy, khi mà bạn bấm nút này thì máy sẽ hiện lên những cái gạch sóng wifi và xuất hiện mã số đây. Các bạn chỉ cần lấy điện thoại, các bạn lấy điện thoại và vào phần cài đặt wifi. Đây chính là cái mã, cái của máy. Và chúng ta nhập cái bát vào 1 2 3 4 5 6 7 8. Kết nối.
Ở đây lại không có mạng, không có mạng để mình có thể có nói được với mạng. Đây, được rồi, rốt cuộc cũng cho được rồi. Đây, chúng ta ra và cái Linking Eyes là dành cho 5.000 plus, còn tất cả cái dòng camera còn lại thì chúng ta sử dụng cái SC Cam này. Sau khi vô được rồi thì chúng ta chọn Connect vô camera Connection này, các bạn thấy không ạ? Rất là mượt. Khi nào các bạn muốn chụp hình quay phim thì các bạn chỉnh lại chế độ là Taking Picture. Đây các bạn có thể tùy chỉnh lại chụp hình trên điện thoại và thậm chí là tắt máy. Rất là tiện đúng không các bạn? Sau khi sử dụng wifi xong thì các bạn bấm tắt. Phần setting về máy SC Cam đến đây là hết. Xin các bạn hãy đón chờ những clip mình làm sau. Xin chào các bạn.